Trân trọng kính mời ông Đoàn Quỳnh Lương, trưởng ban sự Phật giáo Hải Tân Hòa lên tuyên bố lý do buổi sinh hoạt hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa chánh quyền địa phương, và kính thưa giáo lý viên trung ương Lý Quốc Bửu đã được phân công đến để đảm trách trong cái chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Bảo hôm nay. Kính thưa quý vị thành viên trong ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa ở thị trấn Bảy Ngàn, cùng quý vị đại diện cho các đơn vị từ thiện, tổ cơm cháo nước sôi, trung tâm y tế Châu Thành A, tổ các nhà tình thương, cùng tất cả chư đồng đạo xa gần hiện diện kính mến. Kính thưa quý vị, thì hôm nay là ngày sinh hoạt định kỳ lần thứ 361, nhưng lần sinh hoạt lần này có cái sự đặc biệt là chúng ta để chuẩn bị đi vào cái mùa đại lễ khai sáng đạo của Đức Tôn Sư Kính Yêu, là ngày 18 tháng 5 Đức Thầy khai sáng đạo lần thứ 85. Kính thưa chư quý đồng đạo, chương trình để mà chúng ta tổ chức đại lễ thì chúng ta có là cấp quà cho những gia đình khó khăn như là hàng năm, rồi bên cạnh ấy thì chúng ta cũng là tổ chức có những cái sự là kết hợp cùng với chính quyền để rồi chúng ta cấp quà cho những cái gia đình đặc biệt khó khăn, mà đó là những gia đình mà chúng ta phải mang đến tận nhà. Còn cái phần phát quà tập trung ở nơi đây thì ngày 17 chúng ta sẽ cấp phát để ngày 18 chúng ta đi vào chánh lễ. Thưa chư đồng đạo, thì cái phần phát quà chút xíu đây đồng đạo Nguyễn Văn Ni chịu về trách nhiệm từ thiện xã hội trong ban trị sự sẽ báo cáo cho quý vị được biết qua cái nguồn từ các nhà mạnh thường quân, ban trị sự và đồng đạo chúng ta đã quyên góp vào, là kết quả cuối cùng bây giờ nó là được bao nhiêu phần. Và cái phần mà giờ giấc phát quà thì đồng đạo Tấm Ni sẽ báo cáo lại cho quý vị được biết. Thưa chư đồng đạo, còn cái phần sinh hoạt về đại lễ 18 tháng 5 thì cũng thông báo với quý vị được biết, đó là ngày tổ chức ngày đại lễ 18 tháng 5 thì ban sự xã Tân Hòa chúng ta tổ chức hành chánh lễ, có chánh quyền địa phương các cấp, tôn giáo bạn cùng quý quan khách và thân hào nhân sĩ và chư đồng đạo chúng ta trở về đây tham dự vào cái ngày chánh lễ, đó là ngày 18 tháng 5 âm lịch, đúng 7 giờ sáng chúng ta bắt đầu khai mạc. Cái chương trình đại lễ này thì ban trị sự thị trấn Bảy Ngàn chỉ tổ chức rước lễ mà không tổ chức là hành chánh lễ, là vì lý do giữa hai cái ban trị sự chúng ta cách nhau không xa, chỉ 3 cây số thôi, cho nên đồng đạo chúng ta phải tập trung để cho cái buổi lễ được là sinh động, và đồng thời chúng ta cũng hạn chế đi về cái vấn đề cái mặt về chi phí. Cho nên ở đây tổ chức ngày đại lễ 18 tháng 5, còn ban trị sự thị trấn Bảy Ngàn thì tổ chức ngày đại lễ đản sinh Đức Tôn Sư Kính Yêu, cũng như là hàng năm như thế. Thì thông báo với quý vị ngày 18 tháng 5 chúng ta tập trung về đây để chúng ta tổ chức là thực hiện cái chương trình hành chánh lễ. Thưa chư đồng đạo, vậy thì qua cái việc dù rằng chúng ta tổ chức là đại lễ như thế, có những cái công việc nó bộn bề, nhưng về cái mặt tu huệ của đồng đạo chúng ta thì mỗi tháng chúng ta đều có tổ chức thuyết giảng 2 lần, cho nên ngày rằm tháng 5 này cũng không ngoại lệ, chúng ta vẫn thực hiện chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do giáo lý viên trung ương được cái sự phân công đến đây để đảm trách, để gặp gỡ chư đồng đạo. Vậy thì hôm nay quý vị sẽ gặp gỡ giáo lý viên Lý Quốc Bửu, giáo lý viên trung ương sẽ
trao đổi cùng quý vị qua cái chuyên đề là chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đó là trong cái buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Thưa chư đồng đạo, về phần là chương trình của là cái lời nói đầu của là cái buổi sinh hoạt, thì chúng tôi thông qua những cái chương trình đặc biệt cho quý vị được biết. Và sau đây thì cũng thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác chư đồng đạo trở về đây tham dự để cho cái buổi sinh hoạt và thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hảo chúng ta được tăng thêm phần trọng thể, có ý nghĩa. Đây là cái mục tiêu đặt ra hàng đầu ở trong cái chương trình sinh hoạt đạo sự, mà đồng đạo chúng ta nắm vững được cái giáo lý chân truyền của Đức Tôn Sư kính yêu, thì trên con đường hành đạo thực hiện qua cái bước tu hành, chúng ta mới có mong đem lại được kết quả cứu cánh. Từ đó ở đây thì mỗi tháng 2 lần sinh hoạt như vậy, có thuyết giảng giáo lý, thì chư đồng đạo cũng cố gắng để là lắng nghe, lãnh hội, tiếp thu được nội dung của bài giảng để đem lại cái phần lợi ích cho chính mình, cho cuộc đời tu tập của chính mình. Đây là mục tiêu yêu cầu, thưa chư đồng đạo. Vậy thì chúng tôi không dám làm mất thời gian nhiều. Giờ này thì đã gần 8 giờ rưỡi rồi. Chắc có lẽ là để đồng đạo Tấm Ni là gặp gỡ dĩ qua cái phần là về cái sự là tổ chức phát quà trong cỡ 5-10 phút gì đó, rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi vào chương trình thuyết giảng giáo lý. Và chương trình hôm nay chúng ta rút ngắn lại, thuyết giảng giáo lý xong thì chúng ta chỉ còn cầu an cầu siêu cúng ngọ nữa là chúng ta dùng cơm ra về, chứ chắc có lẽ là cái chương trình niệm Phật bữa nay chúng ta xin thông qua 30 phút niệm Phật là chúng ta xin thông qua để chúng ta tập trung là vào những cái mục tiêu đó là chính yếu năm hôm nay. Vì một lần nữa thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn đó là giáo lý viên Lý Quốc Bủ, dù rằng đường xá xa xôi nhưng đáp ứng theo cái yêu cầu và được sự phân công đã tranh thủ thời gian đến đây để tham dự và để đảm trách cái buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay, gặp gỡ chư đồng đạo. Một cái buổi là gieo duyên đầu tiên, lần đầu tiên là giáo lý viên Lý Quốc Bủ đến tại nơi cơ sở của chúng ta. Một lần nữa thay mặt cho đồng đạo chân thành cảm ơn giáo lý viên Lý Quốc Bủ đã đến đây để là hỗ trợ cho buổi thuyết giảng thành công. Và xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác chư đồng đạo trở về đây tham dự để cho buổi thuyết giảng giáo lý chúng ta được đem lại kết quả. Và lời sau cùng chúc cho quý vị thân tâm thanh tịnh, và để buổi thuyết giảng giáo lý đi lại đến cái đạt đến cái mức là cái mức độ là thành công cao nhất. Thì đến đây xin dứt lời và thân ái kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.